nín thở trước khoảnh khắc giải cứu thầy giáo trên xe bán tải bị nước cuốn trôi. Sự việc xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 10 tháng 10 tại xã Măng Búc, huyện Con Plong, Kon Tum. Thời điểm này, thầy CMN, giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú cấp 1-2 Măng Búc 2, xã Măng Búc điều khiển xe ô tô qua ngầm tràn xã. Tuy nhiên lúc đó nước từ thượng nguồn đổ về nhiều, nên người dân đã khuyên can thầy N tạm dừng xe. Nhưng thấy thầy N vẫn cố gắng lái ô tô đi qua. Khi tới giữa dòng, nước lũ đổ về mạnh khiến chiếc xe ô tô bị chết máy, không di chuyển được. Ngay khi nắm bắt được tình hình, chính quyền xã Măng Búc và những người dân xung quanh đã dùng dây thừng để chặn néo, neo giữ, không để xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi. Sau phút giải cứu nghẹt thở, cuối cùng người dân đã đưa ông N vào bờ an toàn. Riêng xe ô tô bán tải, lực lượng chức năng huyện đang đợi nước rút mới trục vớt lên. Những ngày gần đây, ngầm tràn Măng Búc thường xuyên bị ngập khi thời tiết có mưa. Ở hai bên đầu ngầm tràn, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm để người dân chủ động đề phòng khi di chuyển qua khu vực này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.